nó rất là tốt cho quá trình mà chúng ta sử dụng ngoài trời, để chám nhét những cái khu vực mà bị thấm ở ngoài trời mà chúng ta không xử lý được ở bên trong. Đấy, khe hở giữa hai nhà, chúng ta có thể sử dụng vật liệu này chúng ta chám nhét. Vâng, chào các bạn đã quay trở lại với kênh tư vấn xây dựng. Và như các bạn biết là Sika Hà Nội là một đơn vị cung cấp rất nhiều các sản phẩm mặt hàng chống thấm khác nhau vào cho từng cái khu vực chống thấm mà chúng ta có thể sử dụng các vật liệu mà chúng ta có thể thi công làm sao cho nó mang lại chất lượng tốt nhất. Và ở video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn một cái vật liệu mà chúng ta chuyên sử dụng cho chống thấm khu vực như là khe co giãn, khe hở giữa hai nhà, những khe co giãn đứng này, những khe co giãn nằm ngang trong kết cấu xây dựng, hay là các bạn cần chám nhét những cái khu vực chống thấm, khe hở, vị trí thấm dưới khu vực tầng hầm, hay là chúng ta cần chám nhét những khu vực vị trí trong các khe cửa trong khu vực nhà vệ sinh để ngăn chặn những tình trạng thấm ra bên ngoài ảnh hưởng đến các cái khu vực khác, hay là cần chám nhét những khu vực như là tiếp giáp giữa mái tôn với các bức tường xây, những khu vực mà nó có sự liên kết giữa các vật liệu khác nhau như là sắt thép với bê tông hoặc là kính với sắt thép. Đấy, những vị trí đấy thì nó sẽ không được liên kết cũng như không được bám dính chặt chẽ với nhau, nhưng mà nó có một khe hở dẫn đến tình trạng nó bị thấm vào trong hoặc là nó xảy ra một hiện tượng sự cố thấm rồi. Đấy, thì ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn sử dụng cũng như là một địa chỉ để chúng ta có thể mua được cái vật liệu chúng ta xử lý thấm, cũng như là một cái địa chỉ cung cấp cái sản phẩm chính hãng nhất để các bạn yên tâm khi mua sản phẩm về sử dụng. Và trên tay tôi đây là cái sản phẩm Sika Flex Construction này, một cái sản phẩm chuyên sử dụng cho chống thấm khe co giãn, những khe thở này, khe thấm nước. Thì cái sản phẩm này thì nó có những cái đặc điểm cũng như là thành phần cấu tạo gì để nó có cái khả năng bám dính, khả năng chống thấm cao như vậy. Thì đầu tiên thì các bạn có thể thấy là cái sản phẩm này thì nó có hình dạng một cái xúc xích như thế này. Đấy, một thành phần các bạn nhé. Và cái sản phẩm này thì gốc polyurethane. Chính vì vậy mà được sử dụng cho các khu vực ngoài trời rất là tốt và không bị bong chóc sau quá trình ta sử dụng, và nó đông cứng trong cái môi trường ẩm, thì sản phẩm này thích hợp cho việc chám nhét khe co giãn ngoài trời. Và Sika Flex thì chịu ảnh hưởng của thời tiết ngoài trời, kháng lão hóa rất là tốt và nó có khả năng co giãn lên đến 25%. Và đặc biệt là cái sản phẩm Sika Flex thì có thể bám dính rất là tốt trên nhiều cái bề mặt khác nhau, như là trên bề mặt sắt thép này, nhựa này, có thể bám dính trên kính cũng như là bề mặt bê tông. Và cái sản phẩm này thì rất dễ thi công. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này bằng việc là sử dụng bay để chúng ta thi công, hay là chúng ta có thể mua súng rồi chúng ta có thể sử dụng cho vào súng rồi chúng ta thi công thôi. Ngoài ra thì Sika Flex còn một ưu điểm nữa là nó kháng được lực xé rất là tốt và được sử dụng rất phổ biến, và nó mang lại cái hiệu quả rất là cao trong các khu vực như chúng ta có thể sử dụng cho như chám nhét xung quanh các mặt dựng này, lớp phủ này, cho bê tông này, gạch ngói, gỗ kim loại, chỗ tiếp xúc giữa nhựa PVC với kết cấu xây dựng, và nó mang lại nhiều hiệu quả cho cái công trình thi công rất là tốt. Và nó xử lý được cái khe co giãn trong kết cấu công trình xây dựng, như xử lý khe co giãn giữa hai nhà. Đấy, thì bạn có thể tham khảo, nhưng nếu các bạn trong quá trình chúng ta xây nhà mà không xử lý được chát được tường phía bên sát hông nhà, giữa hai nhà, thì các bạn có thể sử dụng cái vật liệu này để chúng ta có thể xử lý các khe co giãn ở phía trên cũng như là khe co giãn ở mặt tường đứng để đảm bảo chất lượng không bị thấm vào trong nhà trong khi quá trình chúng ta vào sử dụng. Và cái sản phẩm Sika Flex này thì là chất chèn khe tốt hơn các sản phẩm silicone thông thường. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng sản phẩm này thay thế việc chúng ta chèn nhét các khe cửa trong nhà vệ sinh này, khe cửa đi lại hàng ngày để tránh ảnh hưởng, tránh bị thấm từ các khu vực từ trong ra ngoài hoặc từ ngoài trong nhà vệ sinh ra bên ngoài để nó ảnh hưởng đến cái chất lượng công trình chúng ta thi công. Ngoài ra thì cái sản phẩm này thì chúng tôi thường sử dụng rất là nhiều nữa là dùng để chám các mối nối này, các đầu đinh vít của tấm chống nóng bằng Sika Flex. Sau khi mà chúng tôi đã thi công xong tấm chống nóng để đảm bảo cái chất lượng, như là bảo vệ cái đầu mũi đinh vít cũng như là chám kín để tránh tình trạng nước nó đi vào bên trong tấm chống nóng ảnh hưởng đến chất lượng của bề mặt tường cũng như là kết cấu bên trong. Thì
Thì mong rằng sau khi mà các bạn đã xem được cái video mà chúng tôi chia sẻ về cái vật liệu Sika Flex con Jackson thì các bạn có thể tham khảo cũng như là hiểu thêm về cái sản phẩm này. Nếu nhà các bạn đang bị thấm ở một những số những cái vị trí mà tôi đã nêu ở trên thì các bạn có thể mua sản phẩm này về để chúng ta có thể tự thi công được cái sản phẩm này. Và cái video hướng dẫn thi công sản phẩm Sika Flex tôi đã có video hướng dẫn chi tiết rồi ở trong kênh tư vấn xây dựng, thì các bạn có thể vào xem chi tiết nhất về cái video mà tôi đã hướng dẫn, và tôi có để đường link ở dưới phần mô tả thì các bạn có thể kích vào đấy thì các bạn có thể xem được cái video này. Thì mọi ý kiến đóng góp hoặc là thông tin hỗ trợ thì các bạn có thể mua cái sản phẩm này thì các bạn có thể qua trực tiếp với địa chỉ là Sika Hà Nội, số 41 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, thì các bạn có thể mua được cái sản phẩm này. Ngoài ra thì các bạn có ý kiến đóng góp thì các bạn hãy để lại bình luận ở dưới video hoặc là gọi điện trực tiếp qua số điện thoại là 0917555629 để được hỗ trợ nhanh nhất. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào website là www.sikahanoi.com để các bạn có thể tham khảo cũng như là biết thêm chi tiết về cái sản phẩm Sika Flex chuyên sử dụng cho chám khe có giãn ngoài trời. Đấy, thì các bạn có thể truy cập vào trong web này thì các bạn có thể tìm hiểu về sản phẩm này cũng như là rất nhiều các sản phẩm của Sika mà các bạn cần để chúng ta thi công chống thấm cho nhiều hạng mục khác nữa. Và rất cảm ơn các bạn đã xem video, và các bạn hãy đừng quên là đăng ký kênh tư vấn xây dựng để các bạn có thể cập nhật được những video mới nhất mà chúng tôi chia sẻ.